Rồi, hello. Em Vương Mô Tô xin chào anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Kênh YouTube của mình là một kênh chuyên quán xe mô tô phân khối lớn và phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Thì cũng như thường lệ thôi, là nói đầu tiên cho em Vương Mô Tô xin chúc tất cả các anh một ngày làm việc thật nhiều hiệu quả, thật nhiều niềm vui. Đến với kênh của mình thì bán những dòng xe hải quan chính ngạch và những dòng xe sang tên được, những dòng xe ok nhập rút nhập toàn quốc, thì bên em sẽ nhập về để phục vụ anh em đam mê toàn quốc nha. Số điện thoại của em là 0906 859 709 nha. Em ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, 360 đường Bình Long nha, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở gần khu vực thì qua xem xe giúp em nha, còn anh em nào ở xa không có điều kiện đi lại thì anh em xem kỹ video và chốt cọc, em sẽ gửi hình chi tiết bên Zalo cho nha. Anh em ở xa thì có thể kết bạn Zalo với mình, số điện thoại của mình có gắn lên tiêu đề nha anh em và trên bảng hiệu nha. Rồi anh em nào có những dòng xe nào mà trải nghiệm xong rồi muốn trao đổi, mua bán trao đổi xe cũ đổi luôn thì mình có nhận trao đổi giao lưu luôn nha anh em. Rồi đến với chủ đề chính hôm nay, mình muốn giới thiệu cho anh em một con siêu độc lạ, một con xe cũng coi như là anh em tưởng đâu đã vào quên lãng rồi, nhưng mà hôm nay nó sẽ xuất hiện tại cửa hàng em Vương Mô Tô. Một con xe em thấy quá đẹp nên em nhập về để phục vụ, quay lên để phục vụ anh em đam mê toàn quốc. Con này là Honda CBX750. Con này 4 động cơ, 4 xi lanh, 4 piston nha. Nó động cơ nó xài 4 động cơ, 4 máy ha. Và xài bằng láp, nó sử dụng bằng láp nha anh em, không có nhông sinh dĩa nha. Con này là con một thời huyền thoại của anh em dẫn đoàn ha. Con này được gọi là con xe đầu đàn của dòng CB. Nó là CBX750, xe dẫn đoàn ngày xưa nha. Nhưng mà con này đặc biệt một cái là nó hải quan chính ngạch, rút gốc sang tên toàn quốc chứ không phải là xe thanh lý nha. Anh em xem thì đừng hiểu lầm ha, tại vì dòng xe này là dòng xe nhập hải quan từ Nhật Bản về thị trường Việt Nam năm đó, rồi chạy miết tới giờ, cho nên là rút gốc sang tên nó vô tư, nó không phải là xe thanh lý nha anh em. Rồi thì mình sẽ đến chủ đề chính hôm nay, mình muốn giới thiệu và sẽ báo giá con xe này. Anh em xem video nhớ xem hết video giúp em nha, em sẽ báo giá ở gần cuối video nha anh em. Con này là CBX 750, 4 máy, 4 động cơ, 4 xi lanh, 4 piston nha, 4 bu ri, và nó xài bằng láp, nó hải quan chính ngạch đó. Nó màu đỏ mặn rất là đẹp, một cái màu cực kỳ đẹp và hiếm. Ở đếm đầu ngón tay của nước Việt Nam mình thì chỉ có màu này, chỉ có trên dưới 10 chiếc thôi, còn màu trắng thì nó rất là nhiều. Nhưng mà màu này là màu zin theo cà vạt nha anh em, màu zin theo cà vạt, nhập về là zin theo cà vạt, cho nên nước sơn nó là khá là đẹp, màu đỏ bọc đô. Nó được gọi là đỏ mặn và đỏ bọc đô nó giống nhau ha. Nó xài 3 đĩa ha, mâm của nó khá là chắc chắn và xài láp nha. Rồi em sẽ quay chi tiết cận cảnh cho anh em xem nha anh em. Rồi em sẽ báo giá ở phần cuối video nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt đăng ký kênh nha, cho em một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha anh em. Đó, con này là CBX 750, 4 máy, 4 động cơ nha, 4 xi lanh, 4 piston, nó xài bằng láp nha. Đó, con này là hải quan chính ngạch, siêu độc lạ của Việt Nam luôn. Màu của nó là màu đỏ zin theo cà vạt nha. Đó, nó được xài là 3 đĩa, 2 đĩa trước, nó 2 đĩa chứ 2 đĩa trước thôi, đĩa sau thì không có. Nó xài két nước quạt gió 4 máy đầy đủ hết. Đó, con xe này là Honda CBX 750 nha. Đó, anh em nhìn đánh giá ha, một con xe tuyệt đẹp, cửa hàng em mới nhập về để phục vụ anh em. Con này là khá là đẹp nha anh em. Lát nữa mình sẽ test máy động cơ cho anh em, nghe tiếng bô khá là đã tai luôn. Đó, thì màu của nó là màu đỏ bọc đô rất là đẹp. Động cơ máy móc thì anh em khỏi bàn cãi, xe Nhật thì anh em khỏi lo ha, Made in Japan đàng hoàng nha. Xe này một thời xưa nổ đình nổ đám mà. Những cái chiếc xe cho anh em mấy diễn viên Hồng Kông đóng ha. Đây, bô của nó là bô zin theo xe nha anh em. Đây, cặp bô khá là đẹp, từ gấp và bô cản của nó khá là chắc chắn và có thùng đồ nghề ha, và cặp thùng đầu bên để đồ rất là đẹp, biển số Sài Gòn, mua bán ký giấy ủy quyền rút gốc sang tên đều được hết nha. Biển số khá là đẹp, 22466 số cặp nha anh em. Đó, một con xe quay cận cảnh cho anh em từ đầu đến đuôi cho anh em, nước sơn khá là bóng loáng và đẹp, cặp bô khá là đẹp nha, sáng bóng luôn. Nó xài bằng láp nha anh em, đây cái bộ láp nó phía sau ha, nó không có xài nhông sinh dĩa nha. Tại vì con xe này nó rất là mạnh và nó dài đòn. Con này thì xài bằng láp ha,
bốn máy, bốn động cơ, bốn piston nha, bốn xi lanh đó, bốn bình xăng con. Tiếng máy khá là đã tai luôn. Anh em mê phân khối lớn thì nên chọn em này ha. Con này anh em nào lớn lớn con chạy khá là đẹp, nó quay từ đầu đến đuôi cho anh em cận cảnh lóc máy, ốc vít này kia, dàn chân, dàn cản, dàn áo anh em đầy đủ ha. Đó. Đó, điện đèn còi đầy đủ, xi nhanh đầy đủ hết. Bên em trước khi bán ra thị trường thì bên em bao test cho khách hàng hết rồi nha, cho anh em khỏi phải lo. Đây đồng hồ, đây đồng hồ tua máy nha anh em. Bên đây thì đồng hồ km còn hoạt động bình thường nha. Tiếng máy khá là đã tai nha anh em. Đây em để cái máy này. Rồi ok nha. Em xin phép tắt máy nha. Đó, động cơ nó thì bốn máy nổ rất là uy lực. Rất là lực nha anh em. Con này nổ rất là lực. Và đặc biệt nó là hải quan chính ngạch rút gốc sang tên cho anh em toàn quốc nha. Anh em nào đam mê mô tô phân khối lớn thì có thể liên hệ qua em này. Nó còn khá là đẹp nha anh em. Nó từ đầu đến đuôi không có một chỗ nào để chê cả. Tại vì bên em là tiêu chí là nhập những dòng xe đẹp nha, cho nên không có xe xấu đâu. Đó, bự cổ trước và kính chắn trước khá là đẹp, sáng bóng nha, không có mờ, không có vàng, không úa gì hết nha. Đó, đầu đèn cũng khá là đẹp. Về trước về sau cũng như tất cả các thứ là ok hết. Rồi con này bên em bán ra với giá là 186 triệu nha, bao ship tất cả 64 tỉnh thành và bao hồ sơ cho anh em toàn quốc nha. 186 triệu cho một em CV750 bốn máy nha, bốn động cơ, bốn piston, bốn xi lanh. Đó. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt đăng ký kênh nha anh em, để theo dõi video tiếp theo của nhà em nha. Bên em còn khá là nhiều xe nha anh em, đủ loại, đủ màu, đủ kiểu luôn. Từ cổ tới kim, siêu hàng, siêu tầm, hàng đời cổ, đời mới gì cũng có, rebel xuất Mỹ, rebel 125 đầy đủ hết nha anh em. Đó, anh em muốn siêu tầm xe gì cũng có nha. Đó, đây là quay ngoài lề chút xíu nha. Ở cửa hàng em hiện đang có cửa xe rất là nhiều. Đó, thì con này 186 triệu là em bao cả hồ sơ cho anh em nha. Rồi anh em chỉ việc ở nhà em ship xe đến tận nhà cho anh em. Đó, anh em xem video không có điều kiện đi lại thì xem kỹ video giúp em nha. Đó, quay xích vào cái máy cho anh em, cận cảnh cái máy cho anh em xem cho nó kỹ ha. Để anh em nào ở xa mà không có điều kiện đi lại mà thích đó, thì cứ chốt cọc bên video và em kết bạn Zalo, em gửi hình thêm qua cho nha. Rồi mình làm việc bên đó luôn cho nó dễ cũng được. Anh em chỉ việc ở nhà thôi, chốt cọc mọi việc em Vương lo hết, giấy tờ hồ sơ ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Đó, anh em lên nhìn mấy cái bình xăng lớn này nó đẹp lắm nha anh em. Bóng loáng ngồi trên cái vàng bàn thờ vàng cổ nó nè, khá là đẹp. Đó, cầm kiếp là còn zin theo xe hết. Còn nguyên zin theo xe hết nha. Đó. Sáng bóng hết. Con này nó tồn kho cho nên nó ít chạy. Khá là đẹp. Rồi một lần nữa em Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video và ủng hộ em trong thời gian qua nha. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui nha. Hẹn anh em video sau. Rồi chào anh em nha. Con này 186 triệu bao ship, bao rút hồ sơ nha anh em. Rồi bye bye.